bao nhiêu năm trôi qua mà anh ấy vẫn đẹp trai như thế. Này, thả anh ấy vào giữa đám bạn em nhá. Trời ơi, nhìn như con hạc lạc giữa bầy gà chứ. Người đâu mà đẹp, phải nói là như sao ở trên trời. Coi kìa, coi cái bản mặt kìa, cái bản mặt mê trai kìa. Nói cho mà nghe nha, con cá mất thì lúc nào cũng là con cá to cả. Công nhận. Đâu, thư đâu, thư vàng đó đâu, hả, liều nào, liều nào. Được rồi. Em là cái gì thế? Cậu phải bình tĩnh. Cậu bình tĩnh cho tôi này. Cậu muốn bắt tại trận là cậu phải có kế hoạch chứ đi. Kế hoạch gì giờ này nữa? Bây giờ em muốn bà mà một lời, có anh đây, anh làm nhân chứng cho em luôn. Nói mẹ tôi, cậu phải bình tĩnh đã. Này, theo tôi thấy, có khi đây chỉ là một phút yếu lòng, một chút say nắng của Thư thôi. Cái gì? Qua đêm nay lại bình thường ấy mà. Mà theo kinh nghiệm của tôi nhá, mắt không thấy, tim không đau. Mày đừng có mà nhảy xuống. Mày mà nhảy xuống là bố mẹ mày sang giết cả nhà chị đấy. Sao lại nói thế? Bố mẹ mày sẽ đau buồn lắm đấy mà. Đúng rồi cháu ạ. Em ơi, lá xanh khóc lá vàng. Vàng xanh. Lá vàng khóc lá xanh em. Thôi, lá liếc gì giờ này? Nhảy đi, đây tặng cho mày cái lá nhá. Này. Sao có ai với tôi thế? Không. Nói đùa đấy. Tôi nhảy xuống cho cậu xem nhá. Tôi nhảy xuống đây. Không. Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu. Từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công, vững bước trên đường đời. Trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu. Rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi dân xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên.